Chào mừng các bạn đến với những bộ tộc độc và lạ nhất thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phong tục một vợ lấy ba chồng ở hòn đảo Canary Tây Ban nha. Tục lệ lấy nhiều chồng này phải kể đến một hòn đảo nhỏ thuộc nhà nước Tây Ban Nha. Đảo nhỏ ấy có tên là Canary. Đồng thời chữ Canary còn có nghĩa là chim hoàng yến. Đây cũng là nơi sinh sống của loài chim đáng yêu và có tiếng hót thanh tao này. Kỳ lạ hôn nhân một vợ ba chồng, sống chung thủy bên nhau. Hôn nhân một vợ một chồng là cụm từ mà chúng ta thường hay nghe nói đến trong thời hiện đại chứ ngày xưa dưới thời phong kiến. Nhưng có thể nói, hiếm gia đình nào chỉ có duy nhất một cặp vợ chồng sống chung thủy từ năm này sang năm khác, và thậm chí cả đến lúc quy tiên. Từ trước tới nay, chúng ta toàn nghe nói đến chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp, chứ chưa bao giờ nghe nói đến tại một nơi trên hành tinh chúng ta đang tồn tại một phong tục rất kỳ lạ cho phép người phụ nữ có thể lấy là ba người chồng cùng lúc, hoặc nếu đủ sức có thể lấy thêm một ông chồng thành bốn ông cũng chẳng sao. Tục lệ lấy nhiều chồng nay phải kể đến một hòn đảo nhỏ thuộc nhà nước Tây Ban Nha. Đảo nhỏ ấy có tên là Canary. Canary còn có nghĩa là chim hoàng yến. Đây cũng là nơi sinh sống của loài chim đáng yêu và có tiếng hót thanh tao này. Đàn bà con gái trên hòn đảo Canary từ đời này sang đời khác đều có quyền tìm kiếm đức lang quân mà mình ghé mắt xanh đến. Và mặc dù một bà vợ mà có đến ba ông chồng, nhưng trong cái gia đình ấy không hề có sự xao xáo, ghen tị, mất đoàn kết nội bộ. Ngược lại, bằng ấy con người sống dưới mái nhà lại luôn tỏ ra thân thiết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Đàn ông không có việc đánh đập, ngược đãi vợ mà trái lại mắng chửi hay chia việc cho chồng làm là việc tiên quyết mà các bà vợ ở Galicia đảm đương. Ngoài người vợ ra, ba ông chồng đều có bổn phận khác nhau, vai vế và công việc của ai thì người đó làm, không hề có tiếng cự nữ tranh cãi, háo thắng hơn thua với nhau. Độc đáo cách phân công vai vế trong nhà. Trong xã hội người Galicia, đàn bà đóng vai trò là chủ gia đình, hay nói cách khác nó là một hình thái chế độ xã hội mẫu hệ. Ngay khi đặt chân đến ngưỡng cửa nhà vợ, các ông chồng sớm biết rằng cuộc đời thong dong của mình đã chấm dứt, công việc hiện tại và sắp tới là phải hoàn thành tấm gương người chồng mẫu mực trước vợ, và tuyệt đối không được kêu ca khổ sở trước mặt và các thành viên trong gia đình nhà vợ. Người chồng đầu tiên trong nhà được người Galicia gọi bằng cái tên là vua trong nhà. So với các thành viên trong nhà, thì ông này được cả vợ và các ông chồng khác nể trọng, tuyệt nhiên không có điều báng xéo hay chê trách gì cả. Trong công việc gia đình, vua trong nhà không phải làm gì cả, mà chỉ xem đường phố và gia đình hàng xóm là chỗ đến của mình. Suốt ngày anh ta rong chơi, chẳng hề đếm xỉa gì tới sự mong ngóng của vợ con, đã vậy được phép say sưa rượu chè, ca hát, bú khú với bạn. Điểm đặc biệt, vua trong nhà muốn đi đâu thì đi, chẳng cần phải hỏi ý kiến vợ, đi đâu đó tới trưa thì vác xác về nhà, nào ăn nào uống nào say xong đầu đó thì lăn ra ngủ như chết. Hoặc nếu quá chén thì có thể ngủ đến tối, hoặc đi chơi mê mải với bạn bè đến độ quên cả lối về. Sung sướng và nhàn tàn có đủ, nhưng nếu vua trong nhà không đảm đương tốt công việc tề gia cùng vợ quán xuyến tốt việc nhà, thì bà vợ có quyền cách chức chồng và nâng cấp, hai ông chồng còn lại lên làm vua trong nhà thay cho ông chồng cả. Trái ngược với vẻ sung sướng của ông chồng cả vua trong nhà, người chồng thứ hai thì đúng là đầy tớ. Cái gì anh cũng phải làm, từ cày ruộng, bổ củi, lau nhà, xây nhà, thậm chí đến các công việc bếp núc, anh chồng hai cũng buộc phải hoàn thiện rốt ráo, từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo. Chưa hết, người chồng thứ hai không chỉ đảm đương nội trợ, mà còn phải nái lưng đi làm kiếm tiền để không những nuôi sống bản thân và bà vợ mà còn chăm sóc cho hai ông chồng to xác khác. Nếu bà vợ thuộc dạng người mắn đẻ thì sau khi vợ con xong, người chồng hai còn phải nuôi luôn những đứa trẻ, dù trong số đó có cả những đứa trẻ là con của ông chồng cả và ông chồng thứ ba. Cho nên, hai ông kia càng sung mãn thì ông chồng thứ hai càng nặng gánh việc nhà, các ông cứ tỉ tỉ tặng con cho vợ, còn ông thứ hai thì cứ giơ vai ra mà gánh vác. Hoàn toàn khác với hai ông chồng cả và chồng hai, ông chồng thứ ba là người có số nhàn. Cũng giống như ông chồng cả, ông thứ ba khá nhàn tản, cũng đi rong chơi, đan đúm, ăn uống thỏa thuê, nhưng thay vì ông chồng cả phải đảm đương tốt việc tế gia, thì ông này không phải gánh trọng trách nặng nề đó. Anh cũng không phải thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi con cái và gia đình như người chồng thứ hai, mà nhiệm vụ chính của anh là đồ trang sức đắt giá của vợ. Anh không phải làm những công việc lặt vặt trong nhà, mà có nhiệm vụ đưa vợ đi mua sắm, dẫn vợ đi du lịch, ngoạn cảnh, thăm thú khắp nơi và tận tình hướng dẫn cho vợ mọi thứ trong lúc đi ra ngoài đường. Do đó dù không phải tề gia,
không phải làm đầy tớ nhưng với vai trò hướng đạo cẩn thận, là người đại diện về quan hệ ngoại giao trong gia đình, do đó, vai trò của người chồng thứ ba cũng tỏ ra không kém phần quan trọng so với hai ông chồng còn lại. Cuộc sống trốn phòng dơ. Từ xưa tới nay, quần đảo Canary có số lượng nam giới nhiều hơn, nữ giới, do đó có lẽ nhằm làm cân bằng cuộc sống khi dương thịnh ấm suy, chế độ hôn nhân một vợ nhiều chồng đã được hình thành và nó mặc nhiên tồn tại, từ đời này sang đời khác. Trong xã hội độc đáo của người Galicia, những đứa con cái cùng mẹ khác cha đều thuộc về người mẹ, người cha chẳng có quyền điều khiển con cái, việc dạy dỗ con cái hoàn toàn do một tay người vợ, người mẹ hoặc người phụ trách. Đàn bà trở thành những người đóng vai trò là giường cột gia đình, họ nắm hết ruộng vườn, đất đai, công cụ sản xuất, và là người duy nhất được quyền thừa kế tài sản trong gia đình. Chưa hết, khi người vợ trở giả sinh đẻ, các ông chồng phải thay phiên nhau quán xuyến việc nhà, phụ nấu cơm, nấu nước nóng cho vợ tắm. Từ lúc vợ mang thai đến lúc sinh nở thành công trong suốt hàng tháng trời, các ông chồng luôn luôn bận bịu tay chân, nào là xoa bóp tay chân và lưng cho vợ, ông thì đọc sách cho vợ nghe, ông lại nghĩ ra cách nấu nướng món ăn nào đó, lạ miệng và bồi bổ thể chất cho vợ, nói chung là cả gia đình hoạt động như một cỗ máy hết sức đều đặn và nhịp nhàng. Ông chồng thứ hai phải cất lấy rượu nho loại ngon nhất để dành cho vợ uống, công đoạn chưng cất rượu vàng xem ra vô cùng nặng nhọc và vất vả, song ông chồng luôn tỏ sự vui sướng khi nhìn thấy vợ uống từng ly vang nhỏ ngon tuyệt, trong khi bản thân anh thì ứ nước dãi vì thèm thuồng. Trong thời gian vợ sinh nở, các đấng lang quân suốt ngày ru rú trong nhà, nếu bạn bè đến nhà, hú hét ầm ĩ ngoài cửa, các anh cũng không dám rời khỏi nhà một khi vợ mình chưa cho phép. Ngoài người chồng cả và chồng thứ ba, với người chồng thứ hai, thì họa hoàn lắm mới được vợ cho phép đi chơi đến những nơi đông người tụ tập, song một khi đặt chân đến những nơi đó anh thường có bộ dạng, nếu nhìn sơ qua sẽ thấy rất hoạt kê như bẽn lẽn, xấu hổ, như con gái mới lớn, những thứ đồ ngoài đường cho dù người ta nhìn giết rồi quen nhưng với anh, thì chúng rất lạ lắm. Nếu khi đi cùng với vợ ra ngoài đường, gặp người lạ hỏi chuyện gì đó, người chồng thứ hai sẽ có thái độ ấp úng, mất tự nhiên, và hay nhìn sang vợ cầu cứu giống như cảnh đứa trẻ mong đợi người lớn giải quyết giúp chuyện gì đó. Trong khi nhiều dân tộc quan niệm rằng sinh thằng cu tí là điểm may mắn thì với người dân Galicia trên hòn đảo Canary này, sinh con trai là dấu hiệu báo điểm bất hạnh cho tương lai của nó. Vì con trai không ai chắc chắn rằng nó sẽ trở thành ông chồng cả hay chồng hai trong tương lai, lỡ mà vô phúc vào vai ông chồng hai thì ôi thôi hẳn nó sẽ rất thiệt thòi mọi chuyện. Vì thế thay vì đặt quyết tâm làm cách nào cũng phải sòn ra được thằng cu tí, thì dân Galicia lại hạ quyết tâm làm thế nào cũng phải sinh ra được cái hím mới nở mày nở mặt với bà con xóm giềng. Sinh con gái là để cân bằng dân số chứ không phải là ghét bỏ gì nó. Khi những em bé gái đến tuổi lấy chồng, người mẹ các em sẽ cho con mình một miếng đất hoặc một ít tài sản làm vốn, riêng mấy người anh trai thì chỉ biết khóc chứ chẳng có chút vốn liếng gì lẫn lưng. Cuộc sống phòng the của người dân Galicia cũng đi theo bài bản hẳn hoi chứ không vồ vập. Trong vòng một tuần, các ông thay phiền nhau lâm trận với vợ và xoay đều theo tháng. Ông nào giúp vợ sinh được con gái thì ông ấy sẽ nhận được nhiều ưu ái từ vợ hơn các ông khác. Cuộc sống phòng dơ trong gia đình của người Galicia nhìn chung tương đối thoải mái, có lẽ vì thế mà người dân nơi đây sống khá thanh bình, chan hòa bên nhau, mỗi gia đình là một tế bào tạo nên một cộng đồng dân cư tương đối cởi mở và văn minh. Vách đá đẻ trứng ở Trung Quốc khiến giới khoa học bối rối. Một vách đá nhỏ ở Trung Quốc cứ 30 năm lại đẻ ra những viên đa hình quả trứng gây sửng sốt cho các nhà khoa học. Những người dân địa phương tại Châu Tự Trị Kiềm Nam thuộc tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc rất kinh ngạc khô bắt gặp những quả trứng đá trơn nhẵn và tròn trịa thành hình nhô ra trên vách đá và rơi xuống đất sau đó. Vách đá được đặt tên là Chan Gia Gia, sản đản nhai, có nghĩa là vách đá đẻ trứng trong tiếng Trung Quốc. Vách đá này đã khiến các nhà địa chất bối rối trong nhiều thập kỷ qua. Dù đã có nhiều giả thuyết và cả lý giải khoa học, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời chính xác và thuyết phục nhất. Vách đá cao 2,4m và dài 19m này cũng giống như hầu hết các vách đá khác. Điều kỳ lạ ở chỗ nổi lên, giữa mặt vách đá gồ ghề là những mặt lồi hình tròn nhẵn nhụi kích thước khác nhau. Theo thời gian những hòn đá trứng này càng ngày càng lớn hơn, dần lộ ra và khi chúng không thể bám trên vách nữa thì rơi xuống để nhường chỗ cho những quả trứng mới. Theo lời của người dân làng Gulu gần đó, vách đá Chan Gia Gia phải mất 30 năm mới đẻ được những quả trứng đã kỳ lạ. Đúng 30 năm một lần, Chan Gia Gia lại đẻ ra rất nhiều quả trứng, trước sự ngỡ ngàng của những người dân sống xung quanh và cả giới khoa học. Kết quả kiểm tra cho thấy loại đá lấy ở Chan Gia Gia hình thành cách đây 500 triệu năm trong kỳ Cambri.
Tuy nhiên, vách đá đặc biệt thuộc núi gan danh này được tạo thành từ đá vôi phổ biến ở nhiều khu vực trên trái đất. Trong những quả trứng đá chứa một lượng lớn châm tích. Các chuyên gia cho rằng hình dáng tròn như quả trứng của các viên đá là kết quả từ sự khác biệt trong thời gian xói mòn của mỗi loại đá. Nhưng họ vẫn chưa thể lý giải những viên đá được bảo nhãn theo hình dạng tròn như thế nào, hay tại sao cả khu vực địa chất có niên đại nửa tỷ năm lại chứa thành phần đá vôi. Nhiều người dân làng đem những viên trứng đá về nhà vì họ tin rằng chúng đem lại may mắn và phúc lành. Dữ liệu từ năm 2005 cho thấy hầu hết trong số 125 gia đình ở Gulu đều có ít nhất một quả trứng bí ẩn này trong nhà như một lá bùa may mắn. Trong những năm gần đây, Chanjaza đã trở nên nổi tiếng như một địa điểm du lịch. Hầu hết những quả trứng đá đã bị những kẻ lòng dạ tham lam đem bán để kiếm lời. Hiện chỉ còn hơn 70 viên còn sót lại được những người dân địa phương bảo vệ cẩn thận. Bất kỳ quả trứng mới nào chuẩn bị rơi ra khỏi vách đá thường bị đánh cắp bởi các thợ săn kho báu. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!